Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong văn hóa người Việt, việc trước khi tiến hành một công việc trọng đại nào đó, người ta thường xem ngày để chọn ngày tốt nhất và tránh ngày kiêng kỵ. Và việc xem ngày tháo dỡ nhà cũ cũng như vậy. Có thể nói đây là khâu bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một công trình mới. Vì là xây trên nhà cũ nên phải xem ngày quan trọng không kém việc xem ngày động thổ, bởi phá dỡ nhà chính là đã động chạm tới đất cát, liên quan tới thần linh cai quản nên bạn cần làm thủ tục để thông báo tới thần linh được biết, cũng như xin sự cho phép của các ngài, cầu mong mọi việc diễn ra thuận lợi. Việc xem ngày để đập nhà cũ xây nhà mới cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn việc xây nhà mới diễn ra được suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, ấm êm, cũng như công việc của thành viên trong nhà, cuộc sống của chính gia chủ được ổn định, thì không được xem nhẹ việc chọn ngày đẹp để tiến hành phá dỡ nhà. Bạn cần tuân thủ theo các quy tắc, quy định về mặt tâm linh, phong thủy, nhất là xem ngày tốt phá dỡ nhà và chọn được giờ hoàng đạo để làm lễ. Không nên phạm phải những điều tối kỵ về mặt phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những việc cần làm khi phá nhà chặt cây tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ phá nhà trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất phá nhà dỡ tường trong tháng 11. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trước khi hạ sải, phá nhà, lấp giếng. Như chúng ta đã biết, người Việt từ xa xưa đến nay luôn quan niệm rằng đất có thổ công, sông có hà bá, tức là mỗi mảnh đất đều được cai quản bởi các quan thần thổ địa. Phàm là những việc liên quan đến đất cát như phá dỡ nhà, xây nhà, khai trương cửa hàng là đang động chạm đến các vị thần. Do vậy, để mọi việc được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ thì gia chủ cần sắm lễ cúng phá dỡ nhà cũ để thông cáo với các quan bề trên cũng như xin phép để thi công công trình trên mảnh đất đó. Tùy theo từng vùng miền, từng khu vực và gia chủ sắm đủ các lễ vật phá dỡ nhà cũ, bày mâm lễ cân đối. Việc chuẩn bị mâm cúng cũng không cần quá phức tạp, gia chủ chỉ cần có lòng thành, chu đáo trong từng khâu chuẩn bị thì chắc chắn các vị thần linh sẽ hài lòng ban cho gia đình nhiều may mắn và phước lành. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc phá dỡ nhà cửa trước khi tiến hành động thổ xây mới trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày phá dỡ nhà cửa phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ phá nhà, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, dương công kỵ, thiên địa chuyển sát, nguyệt kiến, thổ phù, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thổ phù, địa nang và sau ngày thổ vương dụ sự. 2. Là ngày hợp phá nhà, hợp với các ngày trực phá. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất phá dỡ nhà cửa trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch khi phá dỡ nhà cửa bao gồm những ngày sau. 1. Là ngày sát chủ.
trong tháng 11 âm lịch ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, ngày 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. Hai là ngày sát chủ là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày Nhâm Tý, Bính Tý. Hai ngày này tháng 11 âm lịch đều không có. 4. Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch những ngày Mão, bao gồm là ngày 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Là ngày dương công kỵ, trong tháng 11 là ngày 21, là ngày Tân Sửu, kỵ mọi việc liên quan đến động thổ xây dựng. 6. Là ngày tam nương, bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7. Là ngày nguyệt kỵ, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, ngày 23 Quý Mão, đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Là ngày nguyệt kiến trong tháng 11, bao gồm các ngày Tý, là ngày mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 9. Là ngày thổ phủ là những ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 10. Là ngày kiếp sát là những ngày Tỵ, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 11. Là ngày tai sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. 12. Là ngày nguyệt sát là những ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 13. Là ngày nguyệt hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 14. Là ngày nguyệt yểm, trong tháng 11, ngày nguyệt yểm là những ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 8 Mậu Tý và ngày 20 Canh Tý. 15. Là ngày thổ phù là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 16. Là ngày địa nang là ngày Tân Mùi và Tân Dậu, trong tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. Đó là 16 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc phá dỡ nhà cửa cho được hanh thông, thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất bằng cách sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư, bao gồm những ngày sau. 18. Là ngày nguyệt phá là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, ngày 14 Giáp Ngọ, ngày 26 Bính Ngọ. Ngày Ngọ trùng với ngày tai sát nên không dùng được. 19. Các ngày còn lại không bị phạm sát, bao gồm những ngày sau. Ngày Sửu bao gồm mùng 9 Kỷ Sửu, ngày 21 Tân Sửu. Ngày Thìn bao gồm 12 Nhâm Thìn và 24 Giáp Thìn. Ngày Dậu bao gồm mùng 5 Ất Dậu, trùng với ngày nguyệt kỵ nên không dùng được, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu. Ngày Tuất bao gồm mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất, 4 ngày này không bị phạm sát. Ngày Tuất bao gồm mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất, ngày này không bị phạm sát nên dùng được cho việc phá dỡ nhà cửa. Ngày Hợi bao gồm mùng 7 Đinh Hợi trùng với ngày Tam Nương nên không xét, 19 Kỷ Hợi. Đây đều là những ngày tốt cho việc phá nhà, lấp giếng và chặt cây. Như vậy chúng ta đã dựa vào 19 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt phá dỡ nhà cửa trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để chủ động hơn trong việc lựa chọn cho mình những ngày tốt như ý. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc phá dỡ nhà cửa đó là những ngày tốt sau. 1. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, hợp người tuổi Dậu, Tỵ, Tý và những người có thiên can là Giáp. 2. Ngày 21 Tân Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, hợp người tuổi Dậu, Tỵ, Tý và những người có thiên can là Bính. 3. Là ngày 12 Nhâm Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Đinh. 4. Là ngày 24 Giáp Thìn, kỵ người tuổi Tuất, hợp người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Kỷ. 5. Là ngày 17 Đinh Dậu, kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn và những người có thiên can là Nhâm. 6. Là ngày 29 Kỷ Dậu, kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn và những người có thiên can là Giáp. 7. Là ngày mùng 6 Bính Tuất, kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Tân. 8. Là ngày 18 Mậu Tuất, kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Quý. 9. Là ngày 19 Kỷ Hợi, kỵ những người tuổi Tỵ, hợp những người tuổi Mão, Mùi, Dần và những người có thiên can là Giáp. Đó là 9 ngày cát lành phá dỡ nhà cửa trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 1119 để được giải đáp.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.